Chào các bạn, hôm nay mình làm một cái video để giới thiệu với các bạn là một cái có con 3B các bạn. Đó, trên này trên nền là 3B nhà mình nè các bạn. Con 3B này đã lên giống một lần nè các bạn, nhưng mà mình chưa có bơm, mình đợi nước sau mình mới bơm các bạn. Con 3B này là dòng F1 nha các bạn. Mẹ nó bò sữa các bạn thấy không? Mẹ nó bò sữa như cái giò cẳng nè. Xương sóc nó cũng đâu có khu vàng kia các bạn. Giờ cẳng xương sóc nó lớn, tại lai bò sữa trên cái đòn này các bạn không đó, cái đòn nó dài nè các bạn, ở ngoài lớn lắm các bạn ơi, có đòn có dài, có đòn có hùng luôn. Con 3B mình có đòn có hùng luôn các bạn. Con này cao cũng gần 1m25 bò các bạn, gần 1m25 bò. Lên giống một lần thôi, một chu kỳ rồi, nhưng mình chưa có bơm. Nó hiền lắm các bạn ơi. Con này hồi xưa là mình có ẩm nó nè các bạn, nó rất là hiền đó, nè sờ rời đâu cũng được nè các bạn, hiền lắm đó. Cái dàn vú nữa các bạn không, bốn vú nè, đạt bốn vú luôn các bạn, bốn vú dài đạt, bò rất là hiền các bạn. Đây đó, hôm lên giống một lần, lên giống cũng mạnh các bạn, nhưng mà mình bỏ, các bạn thấy cái hoa nó không đó. Cái hoa đó các bạn. Con này là dòng F1 các bạn, mẹ nó mẹ bò sữa, đẻ ra con này là đầu tiên là dòng F1 các bạn. Dòng này theo nghiên cứu của với lại học hỏi thêm các bạn, là mình thấy cái dòng F1 này là vẫn sinh sản được nha các bạn. Nên là mình để giống các bạn, để giống con 3B này. Với lại con 3B này cái dàn đùi của nó cũng không có nhiều nè các bạn. Dàn đùi, dàn đít nè, cũng có muối các bạn, nhưng mà nó để giống được. Cái dòng 3B bông này các bạn không, rất là hiền. Với lại mình theo mình nghiên cứu và theo dõi các bạn, dòng 3B nó cũng dòng 4 vú các bạn không, chiều dân nè, chân móng rồi là hoàn thiện các bạn không, cao vàng đó các bạn ơi. Con này cao tầm 1m25 bò có các bạn, lưng nè, một lưng luôn các bạn. Bây giờ là mình phải kết hợp với cái chế độ ăn của nó các bạn. Mình cấy tinh nó phải kết hợp với chế độ ăn nó để nó sinh sản, là phải kết hợp chế độ ăn các bạn. Cái cho ăn giống như mà dạng tràn lan như bò đực là không được các bạn, phải kết hợp chế độ ăn của nó. Bơm giống xong chữa rồi các bạn sẽ rút cái chế độ ăn của nó lại các bạn. Con 3B này mà các bạn cấy có thêm con 3B nó ra cái dòng F2 là tuyệt vời luôn các bạn. Mình thấy rồi, nhiều chỗ là bò 3B dòng F1 này vẫn đẻ bình thường các bạn. Con này mẹ nó bò sữa đó các bạn. Mẹ nó bò sữa các bạn thấy không? Giò cẳng nè. Xương sóc nó cũng khác người ta các bạn. Cái hoa nó cũng lớn các bạn chứ không đến nào nhỏ nha. Tại vì mẹ nó là bò sữa là hừng các bạn, mẹ nó bò sữa là đẻ bình thường nha các bạn. Đẻ bình thường. Cấy ảnh ra thì ảnh dòng F1 của 3B nó lai khoảng 50% máu, nhưng mà để vẫn ok các bạn. Theo tìm hiểu là để vẫn ok, con 3B thuần nó 100% nó mới khó đẻ các bạn. Còn con 3B lai nó 50 máu đẻ vẫn được các bạn. Nhưng mà nếu mình sợ thì mình phải kết hợp cái chế độ ăn nữa các bạn. Hàng ngày kết hợp chế độ ăn hàng ngày, chế độ ăn khi chữa nữa các bạn. Cái đó mình sẽ làm một cái video tiếp theo. Còn bây giờ con này thì cái đòn nó thì có nữa các bạn không? Cái sống lưng nữa các bạn không, 3B mà cái dòng sống lưng nó bằng nghiến luôn các bạn. Nè, nó đứng cỡ 1m25 bò có các bạn, chưa có đo nhưng mà mình đoán nó tầm 1m25 bò có. Nó còn 3B bông này nó có cái hùng nữa các bạn, có hùng có đòn, bốn vú đều đó. Đây bốn vú này các bạn thấy không, có ông anh là phú y cũng nói là có 3B nè, bò sữa đẻ các bạn, có con dắt sữa được luôn đó các bạn, dắt sữa cũng được tầm 10 kg sữa các bạn. Với lại mình đi quay bò thực tế các bạn, mình thấy có nhiều con 3B vẫn đẻ bình thường các bạn, giống hổm mình đi Bình Dương mình quay bò một lần các bạn, thấy 3B vẫn đẻ bình thường. Đẻ ra con cái kem đó. Đây
Con này là các bạn nuôi hậu bì, nó bắt đầu giờ bạn kết hợp chế độ ăn nuôi hậu bì là dừa nè các bạn. Con này là mình nuôi từ nhỏ tới lớn là các bạn, rất là hiền. Cái dòng ba bê rất là hiền các bạn. Qua nhiều bạn bè với đi thực tế nhiều là bò ba bê F1 vẫn đẻ bình thường nha các bạn. Vẫn đẻ bình thường. Hôm nào mình làm một cái video thực tế các bạn, đi thực tế quay những cái con bò ba bê đẻ bình thường cho các anh em đồ tham khảo thêm các bạn. Chứ bây giờ thì tại vì dịch quá mình không có di chuyển được nên là chỉ làm video ở nhà không các bạn. Cái đồ ăn mình nè các bạn không, thì cứ cộng với rơm nè các bạn không, rơm là chủ đạo mà các bạn. Cái con ba bê bên kia cũng dòng F1 luôn các bạn. Thấy mấy bạn làm nuôi các bạn nói làm dòng ba bê đẻ cũng tốt lắm các bạn, đẻ cũng được, dòng F1 đẻ cũng được, lên giống cũng ấy các bạn. Con này lên giống một nước rồi mình bỏ nè các bạn, rồi rất mạnh mà mình bỏ, mình để nước sau nó lên chuẩn hơn á, mình bơm các bạn, nước hai lên chuẩn hơn là mình sẽ bơm nó. Bà bị bông, con mẹ nó, con cha nó, mình test trên Google các bạn, ra con cha nó lực lắm các bạn. Với lại hôm giờ là chắc độ chừng 15 tây này là thành phố Củ Chi nó gửi giãn cách rồi các bạn. Tại vì mình là ở đây thuộc vùng xanh nè các bạn, gửi giãn cách chắc mình đi được. Lúc đó thì mình sẽ làm nhiều cái video thực tế về bò bơi mà F1 mà dặn mà đẻ được đó các bạn, cho anh em đều tham khảo chi tiết hơn. Chứ mình gầy con bò lên mình thấy con bò tốt quá mà mình không làm để giống thì nó uổng các bạn. Cái quà nó cũng đâu có đến nổi các bạn, quà nó cũng lớn chứ. Con bò sữa nè các bạn không, quà nó nè. Con bà bê quà còn bự hơn nữa. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.